thủ đô Hà Nội. Và bên tay trái trọng tài Trần Trung Viện là kiện tướng Dũng đến từ đoàn vận động viên quân đội. Thưa các bạn, bây giờ cả hai đội sẽ chào đài khán giả cho tràng pháo tay. Cả hai đội đang chào đài trước khi bước vào thi đấu ván đầu tiên của hiệp thi đấu thứ nhất của mình. Thưa các bạn, bây giờ Trung Viện đang căn dặn hai đô phải tuyệt đối tuân thủ theo tiếng còi trọng tài 2/3 lưng lấn giới là giành thắng lợi. Ở mùa giải năm 2018 này, đô nào thắng là đi tiếp, còn thua là phải hẹn lại lễ hội đền mẫu tới đây, không được thi đấu tiếp tục nữa. Đấy, cho nên là chúng ta rất thận trọng để mà thi đấu ở trong cái vòng loại này. Cứ 2/3 lưng lấn giới giữ được cơ bản 3 giây là giành thắng lợi thôi. Phải thi đấu hết tay. Cứ 2/3 lưng lấn giới giữ được đô bàn 3 giây là giành thắng lợi. Còn ở trên giới chúng tôi còn đô huệ của quân đội cũng đã đăng ký khảo leo. Đô nào tiếp đô huệ thì sẽ trở vào giới của chúng tôi để đăng ký chương trình thi đấu khảo leo. Chúng ta phải thi đấu hết mình. Đặt ra ngoài sới rồi. Phải nói là đô kiện tướng Công Đông Anh Hà Nội đã dùng miếng bốc phất đô bạn bật ra ngoài sới. Ván thứ hai của hiệp 1 bắt đầu. Đồng bào và các bạn đang xem lễ hội chùa Khám Nàng năm 2018 trước hai kiện tướng đến từ hai trường phái khác nhau. Không giữ được đô bạn, phải giữ được đô bạn 3 giây. Phải giữ được đô bạn 3 giây. Bật ra ngoài sới rồi. Bật ra ngoài sới rồi. Quay rồi. Coi rồi, khán giả hoan hô. Coi rồi. Ván thứ ba, ván cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất. Cứ 2/3 lực lấm tới giữ được cơ bản 3 giây là giành thắng lợi thôi. Giữ được không? Cố gắng như nào? Không thể giữ được cơ bản. Lôi vào giữa sới đây. Cứ 2/3 lưng lấm giới giữ được đô bàn 3 giây là giành thắng lợi thôi. Trong khi thi đấu, Trung Viện không tính miếng tự sát của mình. Tức là Trung Viện không dùng, tức là không tính miếng tự sát của mình. Quyết định này, Phật theo thể thức gọi là không tính điểm quay rồi. Xác định phạm luật rồi. Trung Viện đã xác định phạm luật rồi. Trung Viện đã phải cho trận đấu dừng lại. Ván thứ tư, hiệp thi đấu thứ hai bắt đầu. Bật ra ngoài sới rồi, Trung Viện yêu cầu trả lại trong sới. Đồ này chơi hết mình đấy, không phải. Chúng ta phải chờ hiệu lệnh quay. Quay rồi. Cứ 2/3 lưng lấm sới giữ được đô bàn 3 giây là giành thắng lợi thôi. Bật ra ngoài sới rồi. Ván thứ năm. Còn các đô chưa đăng ký thi đấu khảo leo, chúng ta cứ tiếp tục. Miếng sơn không ơi, miếng sơn không phải nó là không thể giữ được đô bàn. Kiện tướng Dũng định dùng miếng sơn, quyết định của mình không thể giữ được đô bàn, không thể giữ được kiện tướng Công. Rất khó chơi. Bật ra ngoài sới rồi. Trung Diện cho hai đô ra nghỉ. Hết cả thứ năm, Trung Diện cho hai đô ra nghỉ.